Cập rập có gì mong quý bác và toàn thể quan khách đã lại để dùng
Vâng, thưa sau buổi lễ cúng này xin trân trọng kính chào các bạn. Thank you.
Cái phần đầu là mấy thầy sẽ làm lễ thỉnh linh dân hương rồi thỉnh anh hùng liệt sĩ. Khi thỉnh anh hùng liệt sĩ về thì sẽ có cái phần tùy tùng cầu siêu, cái trang thứ tư là có nghi thức cầu siêu, nhưng mà mình giờ đến cái trang thứ năm qua trang thứ sáu thì sẽ có cái bài kinh bát nhã. Trong này sẽ có cái nghi cầu siêu quy y linh, mình sẽ cầu siêu và quy y cho anh linh liệt sĩ. Thì sao đến khi nào đến cái phần mà cũng thi thực cũng thí thì quý vị sẽ dỡ đến trang 25 để mọi người cùng đồng loạt tùy tùng, để cái năng lượng, để cái thực phẩm được biến thật nhiều thật nhiều. Để ở đây đến 10.000 liệt sĩ có mặt ở đây này. Ngày qua sơ qua về cho quý vị. Hôm nay tham dự lễ thì có thường tòa Thức Thịnh Huệ, chủ sám cầu siêu của buổi lễ, có đại đức Thích Không Toán, có hai sư cô. Cả ngày hôm nay cắm hoa dự thị có mặt ở cầu nguyện, mong quý vị à bên bên này. Quốc hội ứng có được tất cả thứ Phật tử từ rất xa, Nghệ An có, Hải Phòng có, Thanh Hóa có, Quảng Bình có, Huế có, từ mọi nơi, từ Hà Nội, quý vị đã về có mặt. Quý vị đã tham gia nhiệm để tham dự trong cái chương trình một trong 10 ngày cũng. Đây là một cái muốn thưa với quý vị một điều rằng là có một cái nhóm Phật tử ở Hà Nội trong Đông Phòng là có mấy vị. Hôm nay có một vị có thưa rằng là nếu mà nhân cái ngày trai đàn này mọi người mọi nơi về đông thì cái hạt giống mà tưởng niệm cầu siêu cho anh linh liệt sĩ được nhân lên, làm sao có cái liên lạc cái mỗi vùng như vậy, có cái duyên cái thủy ứng và cũng có cái niềm thương kính đối với các anh linh liệt sĩ mà nhân lên là sao mỗi vùng có mỗi số người đại diện. Chúng ta hàng năm có một cái ngày đầu năm hoặc là một ngày có quý vị có sự thành tâm của tôi.
thuyền và cái di động có vòng nguyện chỉ một tiếng thôi, mà mình làm rồi bao nhiêu cái số để về đây để cố gắng để cho được thân thiện tập trung về cái di động để cho lời kinh thánh kể. Namo
không đâu cầu thịt mà không ứng thiện cổ thiên trong cứu độ cười đã sáng trường sân hồ địa hướng dẫn hướng lên anh hồn lê thế cùng các loài âm mà lên con đã về đây tham gia Xin quyết định chờ con nam mô A Di Đà Phật.
quán hương bình tĩnh. Nhiều tàu công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh ngoài biển. Pháp môn xin nguyện học ân nghĩa, xin nguyện đền phiền hà, xin nguyện đoàn hóa Phật xin chứng lên. Nguyện thân về tình độ sen ở thấy vô sinh chư Phật và Bồ Tát mình quần tráng đấy bạn, quần tráng nó thầy. Nguyện thân thế phiền não chấp trí tuệ pháp sanh cho tội trưởng tiêu tán và giác ngộ viên mãn. Một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo được diễn ra. Buổi lễ dành cho các oan hồn bất đắc kỳ tử, đó là đại đàn giải oan bạt độ, rồi đại lễ cầu siêu thuyết pháp phóng sanh đăng. Đây là một nền nghi lễ mà trong cuộc sống tâm linh của con người ai cũng được biết rằng ngoài những chết bình thường thì có những người chết bất đắc kỳ tử, không theo một chu kỳ nào thì được gọi là oan hồn. Bây giờ linh hồn của họ phiêu diêu trong sáu nẻo luân hồi, không biết nơi tù về để siêu sinh lạc quốc. Buổi lễ này được diễn ra để cầu nguyện cho các oan hồn quên đi hận thù, oan trái tiền khiên, oan gia trái chủ, cứu thù chấp đối, để trở về đây